Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món ăn. Đó là món mướp hương xào nấm. Mướp hương có vị ngọt, ngon và mùi thơm nhẹ. Đây là một loại quả giàu chất dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe của chúng ta nè. Hôm nay mình xin chia sẻ cách giúp cho mướp sau khi chế biến. Mướp vẫn giữ được màu xanh tự nhiên và độ ngọt giòn của nó. Có rất nhiều món ăn ngon được làm từ mướp như canh, hấp hay xào. Từ món chay đến món mặn thì món nào cũng ngon đúng không cả nhà? Với món mướp hương xào nấm hôm nay, nguyên liệu và cách làm rất dễ. Mọi người có yêu thích hãy vào bếp thực hiện ngay món chay thơm ngon cùng mình ha. Đây là nguyên liệu của món xào mình đã chuẩn bị. Mình dùng 2 trái mướp. Cân thử mình được 500g. Nấm đùi gà mình dùng 4 cây, khoảng 300g. Cả nhà có thể thay các loại nấm mà bản thân yêu thích nè. Ngoài ra mình có thêm một ít hành ba rô và một trái ớt sừng. Trước tiên mình sẽ cọt bỏ phần vỏ mướp. Cả nhà có thể dùng dao cạo bỏ lớp nhám bên ngoài, hay dùng dao bào, bào sạch vỏ là được. Mọi người dùng cách nào cũng được nè. Cọt sạch vỏ mướp xong, bây giờ mình sẽ đem mướp đi rửa ha. Tiếp theo mình sẽ cắt mướp thành những miếng nhỏ vừa ăn. Cả nhà có thể cắt xéo, cắt dọc hay khoanh tròn đều được. Nhớ khi cắt mướp, nhớ đừng cắt quá mỏng, khi làm chín, không còn độ giòn nữa đâu ha. Đối với nấm đùi gà, cả nhà làm sạch chân nấm. Mụ nấm thì mình thái lát, còn thân nấm thì cắt như mướp nha mọi người. Ớt sừng mình sẽ cắt khoanh. Còn lá hành ba rô, chỉ cần cắt nhỏ nữa là xong phần sơ chế rồi. Kế đến mình sẽ nấu một ít nước. Khi nước sôi, mình sẽ cho mướp vào lục sơ. Khi lục mướp, mình có cho thêm nửa muỗng cà phê muối ha. Mình luộc mướp được 2 phút thì vớt ra, cho vào rổ để ráo nước thôi. Cả nhà đừng luộc mướp quá lâu, mướp dễ bị mềm nhũn ha. Sau khi mướp luộc xong, kế đến mình sẽ làm sạch chảo để bắt đầu chiên nấm. Mọi người đợi chảo nóng thì cho một lượng dầu ăn thích hợp vào ha. Chừng 30 giây, dầu đã nóng, mình sẽ cho nấm đùi gà vào chiên thôi. Khi chiên nấm mình để lửa lớn, mình sẽ chiên nấm vàng hai mặt ha. Nấm đùi gà chiên vàng, khi ăn nấm sẽ có vị béo, còn độ dai ngon của nấm thì không cần phải nói tới vì nó rất ngon. Hình thức bên ngoài của nấm chiên nhìn khá giống chả chiên đúng không cả nhà? Chiên nấm nãy giờ cũng đã gần xong, phần dầu ăn trong chảo nếu thấy nhiều, mọi người múc ra chỉ chừa lại một chút nè. Dầu vẫn còn nóng, mình sẽ cho tiếp hành ba rô vào phi thơm nha. Đảo hành được chừng 1 đến 2 phút thì cho mướp vào xào nha mọi người. Khi xào mướp và nấm, mình để lửa lớn, có như vậy mướp không bị ra nước, vẫn giữ được màu xanh mướp và độ giòn ngọt của nguyên liệu nè. Xào mướp được 2 phút, mình sẽ cho tiếp nấm chiên vào. Cả nhà nhớ, mướp và nấm đã chín nên không cần xào quá lâu trên lửa. Và nhớ đảo liền tay các nguyên liệu trong chảo ha. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị. Mình có 1 phần 3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Bây giờ chỉ cần trộn đều rồi nêm nếm thôi. Khi món mướp xào đã vừa ăn, mình sẽ tắt bếp. Cuối cùng mình cho thêm 1 muỗng cà phê nước mắm và ớt cắt khoanh vào. Đảo sơ qua một lượt nữa. Vậy là mình đã làm xong món mướp hương xào nấm rồi nè. Món xào chay ngon đã sẵn sàng, giờ chỉ cần trình bày ra dĩa là có thể ăn cơm ha cả nhà. Mướp hương xào nấm là một món xào chay đơn giản nhưng lại có nhiều giá trị dinh dưỡng cao. Món chay sau khi hoàn thành vẫn giữ được màu xanh mướp tự nhiên từ mướp. Hương thơm nhẹ của mướp làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Điều quan trọng hơn đó là mướp xào không bị ra nước hay bị thâm đen. Để chắc rằng món chay vẫn giữ được độ tươi ngon, cả nhà nên dùng ngay khi còn nóng, có thể kèm thêm một chén nước mắm ớt để bữa cơm tròn vị hơn ha. Món xào chay đơn giản, không mất nhiều thời gian.
Cả nhà chỉ cần dành ra một chút thì giờ là sẽ có ngay một món ăn giúp thay đổi khẩu vị cho gia đình rồi. Bây giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức món mướp hương xào nấm với mình nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like, nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Bibi cả nhà, mãi yêu.